600. Ok, bây giờ xin mời các bác cùng đi vào tìm hiểu về thiết kế cũng như những công nghệ được trang bị trên bộ dàn này. Vâng, H600 là một trong những cái phiên bản dàn âm thanh size chung được Tick người ta sản xuất trong cái CR dòng H của hãng. Các bác có thể thấy là hiện tại em đang đặt 3 cái thiết bị, đó là một cái âm ly và một cái CD và một cái con thiết bị giải mã ở bên trên đến từ thương hiệu Ticket. Bộ dàn được thiết kế với tông màu đen và được làm bằng nhôm phay, mặt nhôm phay cao cấp. Tất cả các góc cạnh của thiết bị đều được bọc nhôm phay. Khác với H700 cũng như H750 thì trên H600 họ đã tách hẳn cơ cũng như là âm ly sang hai thiết bị khác nhau. Từ đó thì họ sẽ bổ sung thêm tất cả những cái linh kiện hiện đại nhất và mới nhất dành cho cái thiết bị này. H600 hướng tới cái gu nghe nhạc của khách hàng nghe nhạc high-end. Và cái bộ H600 này về hàng bên em với hình thức rất là đẹp, khoảng 98% đầy đủ khiển dinh đi kèm. Các bác có thể thấy là Tick 600 cũng được thiết kế như những cái dòng H của hãng như H700, với một cái mặt máy và một cái màn hình hiển thị với đèn nét thông tin màu xanh. Logo của Tick được in ASIA khắc chữ màu trắng. Và đầu máy âm ly receiver âm ly được tích hợp những công nghệ như là FM này, và nó có những cái suộc chơi như là phono, có một suộc chơi băng cối, một đường line in, một đường line out và có cả hỗ trợ cả sub out nữa. CD thì là CD xuất âm dạng coaxial hoặc là AV sang. Bộ dàn này là một trong những bộ dàn đặc trị nhạc vàng. Khi mà người ta Tick người ta sản xuất ra cái bộ dàn H600 này, không giống với những sản phẩm trước đây, họ đã không sản xuất nao noa cho cái bộ dàn này và họ để cho người dùng tự phối ghép để tìm kiếm những cặp noa phù hợp nhất. Trở kháng của âm ly đánh trong khoảng 4-8 ohm, vì thế các bác có thể thoải mái lựa chọn noa. Và trong cái quá trình lựa chọn noa cho cái bộ dàn này, em cũng đã mất khá nhiều thời gian để tìm cho nó một cái bộ dàn, bộ cặp noa phù hợp. Thứ nhất là phải cùng tông màu đen, thứ hai là phải hợp với trở kháng ôm, và thứ ba là phải sở hữu một cái chất âm nó mềm mại, cái âm ly này nó phải đánh được hết cái bộ dàn đấy, hết được cặp noa đấy. Trước đây em định lựa chọn một cái cặp loa của Tannoy, nhưng mà cái chi phí của nó khá là cao, vì thế là em đã lựa chọn cặp Wafeday. Wafeday J1 là một trong những cặp loa được ví như viên ngọc trai đen của hãng. Hàng bộ Wafeday J1 này về với hình thức là full hộp và đầy đủ phụ kiện zin đi kèm, ví dụ như catalog hoặc một cái găng tay để chúng ta có thể thao tác khi mà chúng ta đặt và kết nối loa.
Dường như Loa Châu Âu họ rất là tỉ mỉ trong cái thiết kế cũng như đóng gói cũng như là đưa đến người tiêu dùng những cái chăm sóc họ những cái từ những cái tỉ mỉ nhất. Các bác có luôn một cái đôi găng tay như này, thường ở trên Loa Âu thì sẽ có. Cặp loa Buxell 3 đường tiếng với kích thước tương đối lớn, chiều cao của nó vào khoảng gần 50cm với cái dạng bầu vát về đằng trước và được làm bằng gỗ MDF bọc ở ngoài bằng gỗ veneer giả gỗ rất là đẹp. Kích thước màng bát là 12,5cm, kích thước đôm là khoảng 6cm và chép là dạng chép đôm sắt được bảo vệ bởi e-cang. Màng loa nằm bằng sợi thủy tinh và các bác có thể thấy là cái gân loa rất là cứng cáp và khỏe. Bộ dàn này thường thì thương hiệu Tích người ta sẽ rất là ít chú trọng về tiếng bát, vì thế nên là những cái sản phẩm của Tích thì các bác nghe nhạc nhiều bát thì các bác phải ghép thêm trầm. Nhưng đối với cặp Waterfall này thì các bác không phải gấp thêm trầm, cũng đủ cái lực bát để đánh cho cái bộ dàn Tích này. Ngoài ra thì hiện tại thì cũng về một cái con súp của KF với tên mã là 3000, SPV3000. Và nó có một thiết kế màu đen rất là phù hợp với cái bộ dàn máy đồng phối ghép ngày hôm nay cho các bác xem ở đây. Và cặp Waterfall dây 1 kia là dạng loa Beware 2 cầu và em có đá nối cầu để cho nó chơi trên Tích H600. Ở bên trên là chúng ta có một thiết bị giải mã đến từ Tích với tên mã là UD501. Với con giải mã này thì các bác có thể nghe nhạc trên những cái thiết bị Smart TV từ điện thoại sang khi các bác kết nối dây và từ máy tính sang, đặc biệt là cái đường từ máy tính sang rất là hay các bác nhé. Đây là một trong những cái sản phẩm cao cấp mà cạnh tranh trực tiếp với những cái sản phẩm cao cấp của hãng Đền Ông như CX3, hãng Sony như Sony 5000 hoặc Sony 501 hoặc là JBL thì là JBL SIS101. Nếu bác nào đang tìm cho mình một cái bộ dàn chơi nhạc bolero, nhạc vàng trữ tình nghe nó nhuyễn và kèm vào đó là muốn một cái bộ dàn nó phải độc và thiết kế phải đỉnh thì các bác có thể tham khảo qua Tích H600. Đây là một bộ dàn theo em biết ở trên cái thông tin ở trên mạng thì đây là một bộ dàn đầu tiên về hàng tại Việt Nam và bộ này nó cũng sẽ rất là hiếm khi về, tại vì là mua và ghép được một bộ dàn nó hoàn chỉnh của Tích rất là khó. Người Nhật người ta dùng, người ta rất là giữ gìn cũng như người ta chưa muốn bán để nâng cấp. Vì thế là các bác tìm trên những cái trang đấu giá thì nó cũng rất là nẻ tẻ và được hình thức đẹp cũng là tương đối khó. Ok, các bác có thể thấy là cái thiết kế rất là tuyệt vời. Em nhìn cặp loa của châu Âu, người ta thiết kế có cái gì đó rất là sexy, kiểu dáng đường nét cách bo góc rất là đẹp. Còn loa Nhật thì họ hay thiết kế theo dạng phổ thông truyền thống, đó là vuông thành sắc cạnh. Các bạn có thể tham khảo một chút về cái cái hậu của loa nó không phải đến 30cm. Đó, các bạn có thể thấy là hậu loa rất là sâu và cọc thì dạng Beware. Đây em gọi là có phối nối hai cầu với nhau và hệ thống sử dụng dây dẫn Jabo. Còn đây là Tích UD501, một trong những con giải mã được sở hữu nhiều cổng kết nối nhất của Tích, và khi các bác chơi con giải mã này thì những cái nguồn từ Smart TV hay là USB thì các bác có thể chơi được hết. Đó. Đây là cặp dây của Nam, được thiết kế theo cái dạng là vắt xuôi về đằng sau và chiều hậu rất là sâu. Tất cả những cặp loa của châu Âu em nhìn họ có sở hữu những cái thiết kế trông rất là sexy, khác với loa của Nhật là vuông thành sắc cạnh. Đây là CDP H600 và đây là Omni H600. Tất cả các cổng kết nối đằng sau đều được mạ vàng tiêu chuẩn và bộ dàn này đến từ Tokyo, Japan các bác nhé. Nếu mà các bác tham khảo một bộ dàn mà muốn mua bộ dàn sản xuất tại Nhật thì các bác có thể tham khảo cái bộ dàn này. Bây giờ em sẽ test cho các bác một cái bản nhạc đến từ cái giải mã. Khi mà qua cái giải mã thì cái bản nhạc đấy nó sẽ như thế nào đây? Chuyển xuống thì xuống đường áo ích, em đang kết nối đường áo ích. Ok. Nhạc nguồn lấy từ máy tính High Flat. Thank you.
xây tiền tuyến, những đêm phố lên đèn, tuyến đầu anh non trắng lên. Tình mình cao hơn núi non kia hùng vĩ nên vẫn vui câu biệt. Yêu đón xuân về pháo giữ ngàn mầm duyên tơ hồng chúng mình nên vợ chồng là ngày anh ước. Một đêm anh mơ mình díu dít đưa nhau về thăm quê xưa với vườn cau thề. Bàn tay anh đang dìu em bước trên cỏ khô đi trong hoang vắng chiều tây đô bờ xa.
sống yêu xưa ta áo thướt tha mi niềm. Sao anh không thấy về Ninh Kiều? Dường như anh nghe đời nắng chiếu trong màu đen, đen như manh áo chưa quen. Ok, vừa rồi em có giới thiệu cũng như chia sẻ tới các bác bộ dàn đến từ thương hiệu Tech với tên mã là H600. Bộ dàn này được phối ghép với cặp Waterfall dây 1 với hình thức là như mới và full hộp. Bộ dàn này với mức giá là 36 triệu, bác nào quan tâm thì có thể liên hệ tới số hotline của em. Ngoài ra thì con DAC UD501 với mức giá là 12 triệu full hộp và một cái súp khơi áp là SPVK3000 với mức giá là 8 triệu rưỡi. Bác nào có thể cần thêm những cái thiết bị này thì cũng có thể mua sắm thêm để nâng cấp cho bộ dàn. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.